được rồi. Đây cái đường đang đi xa đi Santiago nè, quay chút xíu cho mọi người xem thấy rồi, quay chút xíu thôi. Đi xe đò quàng xuống San Diego nè. Turn left onto Hanneman Drive, then turn right onto 54th Front Edge Street. Sắp tới rồi nè. Alo, quay phim. Đó, nhà tính đó. Sàn sát thì cái đường nó họ đó xuống ra đâu có chỗ đậu xe đâu. Phải quay phim đi, họ xuống nào. Ủa, chú quẹo xuống ổ vậy? Ừ, nhà buôn hay cái gì? Cái đường hello, how you? Đã tới nơi. Mình đã tới nơi, San Diego. Hello, đã tới nhà của anh Tính ở San Diego nè. Đây, căn nhà của Tính đây. Một bên đứng bên này. Chắc kì. Đây, hai anh Tính. Khỏe anh. Hello. Mở cửa lên. Bấm rồi. Ôi, phải nào nào cảm ơn cảm ơn. Ôi, khỏe Tính. Hello. Đứng ra ngoài. Đó. Để biên giới hả? Xuống chút nữa là qua. Hello chị Như. Đây là cái anh này ở lối xóm ở trước bên Việt Nam mà anh ở San Diego, anh Tính, gia đình của mọi người ở đây và mình ở San Diego lên. Đây thì con chó đây. Hello hello, cảm ơn quá. À, đó
đây chưa? Bái nè. Rồi rồi rồi. Tìm chưa? Tìm đâu? Đây là nhà có cây sambuche nè. Đây cây sambuche. Trái nhỏ 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 giống của Việt Nam. Cây kia là như cây mẫn cầu hay gì đó. Đây là nhà của ông Tấn ở bên trong. Nhà cũng nhỏ thôi. Ra là... Nem làm, nem làm. Nem không làm đó. Chào đại gia đình, dạ. Chào boss. Dạ, chào anh. Nó có đây nè. Cho bên gì nữa. Đem bà đâu? Giờ 7 giờ đi, tới giờ này 10 giờ mới tới. Nó ghé cho nó đi uống cà phê ăn sáng. Ngồi ngồi uống cà phê sáng rồi nó buồn. Nó muốn mày. Hai con. Nhà đông người quá. À hai, hello. Biết bà này không? Đây quy đây là cục chèo. Dạ ba con mới bị té. Ngát rồi đang lên 37 rồi. Ở đây hả? Dạ ở đây. Đây hai đi nào đi thầy. Giờ đi nó nổi rồi. Đây quá. Ok. Ngồi con ngồi tự nhiên đi. Tiền. Ra có cái nhà nó kìa. Xe giờ bỏ không làm xe luôn. Làm thành một cái phòng mình cho mướn. Tại giờ ở đây mướn cả ngàn đồng một phòng mà. Ờ đúng rồi, mình bỏ chủ. Dạ em cũng có cho mướn luôn. Mình làm phòng tắm đây. Mình ở đây có cơ hội mình cứ cho mướn lấy tiền mình ấy thôi, mình đắp bên này đắp bên kia. Căn nhà người ta trả cho mình khỏi không? Đúng rồi. Thì cửa này có mở. Ở đây là mình lót. Cái này lót lại. Mình mướn người ta làm hết là nhiêu anh? Hiện giờ chưa đụng tới là mới này mới 2.000. Ờ. Mới xi măng là 2.000. Cái đi lót thì sao? Ở đây cái đậu 3 chiếc, 3 chiếc ngoài đường. 5, 6 chiếc. Dòng xe là đậu 6, 7 chiếc ngoài. Trong này là 4, 5. Phải như này. Biết. Nó nói nó nhẹ. Đây là bây giờ là 10 giờ sáng ở bên 10 giờ sáng ở bên San Diego, Cali nè. Không nghe nó nói chuyện hai chị em nói chuyện nhỏ xíu à. Ở hai con. Hello ba chị em nè, chắc kỳ vô là bốn chị em nè, đi lên đây, lên lên. Đứng vô là ngó qua nè, chị Linh nè, Linh nè, chào Chi nè, Chi. Năm. Ok, chắc kỳ, 1, 2, 3. Nè nè, hai chị em nè, đứng vô hai chị em, hai chị em. Nè, hai chị em đứng vô. Hai chị em chụp giờ là chụp cái này. Đây. Hai chị em là cái 2, 3 bắt nè. One more. Rồi. Hold on, Phước. Why is it red? Phước Dư đứng vô đâu giờ trời. Hai, có cây này là cây cây chanh nè. Còn trong kia là cây cây ổi. Nuôi gà. Này là cây nhãn nè, người. Ở Cali trồng được nhãn nè, ổi vào đây. Ồ cái này cái tắc chứ. Cái tắc còn nè. Đã không? Wow. Đây người ta có trái tắc nè mọi người. Đây có con trái nữa nè.
Đó. Cái ổi mà hết trái rồi. Ở đây có một cái cây này rất là lạ luôn. Mới xa mà tưởng là trái chôm chôm mà là không phải. Cái bông của nó mà nó đỏ vậy đó. Đây có cây mía nè. Còn đây là cây tắc. Wow, đây cây tắc đây. Cây tắc ở đây không nhận cái trái nó. Ừ. Đây có cây ớt nè. Hai mấy cây ớt từ mai đem mà xuống nhà ăn. Mình coi chớp này cay không? Đây là nhà nào cũng giống nhau đó. Bạc Hà xã. Wow. Ủa. Ở quần tính anh tròn ít trái để mà về Satana để ngày mai đãi tiệc ăn. Còn cái chanh cái gì trái cũng vậy. Cây đó là cái tắc, cây chanh. Có chân. Dạ bên đây là có cây này cái tắc nè, tắc cái dài nè. Tắc cái dài hả? Cây chanh. Tắc nè. Cây tắc chứ phải chanh đâu. Bản cầu. Thì cái hành là cái tắc đó, vậy. Đây là gà. Wow. Gà sao nhỏ xíu vậy? Không bắt được. Này gà tre hả? Gà tre hả? Gà tre động đi vô, tối cái tiểu động đi vô. Này gà tre hả? Gà tre. Nó ăn vịt nè, ăn vịt. Vậy đó là mấy người bạn mới cho chuồng mà chưa đụng. Hai chị Châu. Đang tính bỏ hai cây này. Cái tắc cây chanh. Ủa sao giống cái tắc vậy? Cây hạnh á. Gà nuôi chó nhiều sao vừa chuồng dữ vậy? Gà đó là gà đó. Gà vịt. Gà vịt. Mình mua gà vịt bán hay là gà vịt ăn? Nó mua nhà nó có, nó sầm qua tới đây nè. Cắt sữa lại là cắt. Bữa nay anh không làm không? Không, nghỉ hôm nay ngày mai. Cứ chừng nghỉ. Giống sữa đang là. Hả? Không. Bên đây trái rồi bác, nhiều lắm mà. Cây có trái nhiều lắm bác. Đâu? Hello em, khỏe không? Không? Ở chung với sớm hay không nhớ thôi. Em chỉ nhớ cái sớm ở, em nhớ là cái nhà em hay vô trọng chơi là cái nhà có hàng rào cao cao á. Cái villa, villa bự nhất á, là villa bự nhất đó. Nhà villa đó bác. Đó. Bác. Đem xe. Rồi. Chúng mình đâu biết nhớ bác Thiện hả? Không nhớ. Trung là út chức của Tính. Đó là Trung em út con đó bác nhớ không? Trời con không nhớ rồi, nhớ ông ngoại. Giờ là bao nhiêu năm rồi đấy. Dạ khỏe không chào bác, dạ khỏe bác. Em bực bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 55 rồi. Trời, mình cứ 55 mấy, em mấy tuổi hả? Dạ. Trẻ tuyệt trẻ vậy. Đâu từ mới qua đây chơi đi Florida chứ tuần này mới chơi qua đây đó. Đi có sức khỏe cho đi. Còn đi được đi chứ. Cái nào xi măng này lúc đó đi. 6.000 đồng tất cả hết. Xung quanh nhà. 6.000 chị. Đi đúng rồi cắt thì tầm đi đâu không biết. Đi tắm bài tắm là vừa đi lao ra coi chi ra.
Mình lấy mấy cái đó đi để mình ngày vậy mình đi cái biển đó đi, mình đi biển đó mình đi qua, mình đậu xe ở ngoài cái mình đi bộ vô cái khách sạn. Cái sản bơ ra đâu, ông sống hay ông nào về đây cũng ở đó. Không bự vậy nữa. Chạy đó, mình đi tới đây, mình kiếm cho mình làm một tấm đi. Nào đâu, hay qua phố đi. Không muốn gì. Như như là cặp gà nè. Đây là nhà của anh Tính nè, nằm ở cái con đường cái ngã tư luôn. Đây là gia đình này. Đâu mà xả đâu vô nè. Rồi, rồi chín vô chụp luôn. Bánh nhỏ. Rồi, chín vô coi. Rồi đây nha. 1, 2, 3. Rồi. Đây là tới nhà của con Trung, cũng con của chú Kiều ở xóm Việt Nam luôn, là em út của anh Tính. Đó, đây là San Diego nè, nhà bên này. Một căn như vậy cũng khoảng 400,000. Không biết có thể hơn nữa. Ủa, Phước, Phước, bác đóng cửa Phước. Đây, vợ chồng Tính đang ơi, anh Tính đang tới. Ở đây có một cái cây tắc này rất là lạ không nha. Trái li 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 không. Wow, nhiều quá chừng cái tắc này ngộ không. Cái tắc này lạ quá, mới thấy lần đầu tiên. Ừ.
cái cây tắc là ngộ đi trái chỗ xíu à. Tới rồi. Qua đây thấy nhà mát hơn nữa hả? Để mát hơn. Đây là vợ con của anh Tính, hai con. Để nó ở chắc trên cao rồi, nó mát hơn hả? Rồi, bước vô luôn, vô luôn. Anh muốn em quay qua cho anh không? À, được rồi, đang chút xíu đây kìa. Này kỹ thuật quay là vô được hết luôn. Muốn coi lại mấy cái này lên kênh YouTube sẽ có trên đó. Đây là nhà của con Trung nè, cũng rất là đẹp luôn nè. Wow. Đây, nhà ở đây rất là mát nè. Phía sau lưng, wow, đẹp quá. Có cái view cũng đẹp nè mọi người. Mấy lần chung nó mở tiệc là phải mấy đứa nít tới nhà khoái. À, mấy lần nhậu là thấy ở đây đúng không? Thấy có chỗ nào nhậu là đây nè chắc à. Thấy hát. Thì táo tàu nè mọi người hả? Trái cũng nhiều quá chừng luôn. Đây là cái tắc nữa nè. Cái chanh. Nó hô đi hô bắt xong quay phim. Hô đi. Đây bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài. Chạy đeo mọi người đi ra ngoài nha. Đi là ba lên xe lại, xe đi lên. Đường Trigus Street. Nhớ mà lúc qua qua Colorado lúc mà qua vừa qua cậu nói gì nó dưới á là chạy chậm thôi nha. Bên đó nó phạt cũng lắm. Ba chục mai thôi. Như nghe con nghe. Như. Quá cái cầu Colorado đang có chiếc máy bay bay trên trời nè. Rồi xin hẹn gặp lại mọi người ở kế tiếp nha. Đây là đang đứng chờ nè, rắc bỏ quên đồ trong xe con Trung để mà đi lấy. Đó. Không lấy xe theo hả? Thì chủ nhân tính cái gì? Thì chủ nhân ảnh hả? Đây đây. Người đang chờ nè. Hello Phước. Hello Jackie. Đây là cầu Colorado, Coco, Colorado, Lado. Đây đây tới biển ở San Diego. Chim mà lại này nọ vậy đó. Chim.
Chào chim mấy kia nữa là chào chim. Chim hay là ô tao không chào chim. Chào bắt hả quay. Phú quay phim rồi. Sao lại đúng rồi, cái vàng đó đúng rồi. Hay là loại chỗ nha. Đây đang đứng chờ đèn đỏ để ra cái bãi biển Codorano ở San Diego. Đấy. Really? Everyone drives? No, I say I took the trips. Dude, you shave? No, not yet. Hotel Codorano. Wow, mở cửa ra trời mát quá chừng. Wow, trời đẹp quá chừng à. Tao không thể đẹp quá chừng đâu. Đó. The Chinese people? Mm. Those are Chinese? Ở đây là mình tới ngay cái bãi biển Colorado ở San Diego. Đây là cuộc cảnh ở bên ngoài chỗ parking lot. Kìa, thấy rất là đẹp phải không? Wow. Giờ mình đi lên trên bãi biển nè. Mình sẽ quay sơ. Rất là đông người ta. Đâu cần sáng đâu, đứng vậy là tải tẻ về mới vui chứ đứng sát quá. Đứng sát chụp hình nguyên nhóm. Quay nhóm. Gom lại đứng kép. Mình tẻ đó, tẻ không á. Gom lại chụp hình rồi cắt những ha. Gom lại chụp hình. Cái này lúc hồi nãy về đứng sát là nó chẳng không có đâu mà vô một lớp nữa, một lớp. Yeah. Lát cắt chắc nha. Môi như bên. Ông thôi cho về đi khó. Ready. Giờ đi chụp chứ. Trời nha, quá miệng nha. Hello. Hi. Hi Jackie, hi anh Phát. Hi. Đi trước. Wow, ở đây có cái hồ bơi rất là đẹp trong cái khách sạn nè mọi người. Wow.
À, đẹp quá. Cái sàn này đẹp kìa, không lớn quá chừng luôn. Tiệm vàng kìa. Đây tới là phở Ca Dao ở đường 52 Street nè. San Diego ăn phở. Xe con tính đầu phía trước. Đây là tới phở Ca Dao ở San Diego ăn phở ăn cưa. Cái chân xa này quán lắm. Có, mà chưa ăn, chưa có gì giờ để ăn. Có nghe là sáng mà ăn chưa ăn cơm luôn rồi. Đây nè, có phở là to liền động nhất. Anh đã tan. Anh đã luôn ăn ngay nè. Chỉ cần thêm cho rau. Mày, cô em cho rau. Ở đây thì phở chưa ra, đang chờ. B
bắt ta bắt châu 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 chi chị Như Linh chắc kỳ đó nè. Really? You want to try it? I say I tried the chips. Dude, you shave? No, not yet.